Kính thưa quý hoàng khách, đờn ca tài tử lúc đầu chỉ có người đờn chứ không có người ca. Sau này theo nhu cầu thể hiếu của người nghe và người xem thì mới xuất hiện thêm cả người ca. Mà họ không chỉ đơn thuần là người đờn, người ca, họ còn muốn may ra nhiều bộ, nên mình còn gọi là ca đa bộ. Tiếp sau đây kính mời quý đại biểu cùng thưởng thức tiết mục ca đa bộ, âm vang dạ bộ, sáng tác của Lâm Dũng do Hồng Tiến và Tấn Sang trình bày. Kính mời quý đại biểu cùng thưởng thức. Oh, yeah.